Cơm nguội có thể ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết trong máu. Đường huyết là nguồn năng lượng quan trọng để duy trì hoạt động bình thường của các mô và cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu lượng đường trong máu quá cao trong thời gian dài sẽ gây hại cho sức khỏe con người. Người có chỉ số đường huyết cao cần chú ý đến chế độ ăn uống. Những loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột sau khi đi vào cơ thể sẽ sản sinh ra một lượng lớn glucose. Nhiều người cho rằng cơm nguội không làm tăng lượng đường trong máu, nhưng sau khi để nguội, một phần tinh bột trong cơm sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng, ruột non không thể hấp thụ được. Tuy nhiên, cơm nguội có thể chuyển hóa một phần tinh bột nhưng không phải tất cả, nghĩa là tinh bột vẫn sẽ chuyển hóa thành đường glucose. Điều này làm tăng lượng đường trong máu. Vì vậy, cơm nguội hay cơm nóng đều sẽ làm tăng chỉ số đường huyết trong cơ thể. Bệnh nhân đái tháo đường vẫn cần thận trọng khi ăn quá nhiều. Để kiểm soát đường huyết, bạn nên tăng cường vận động. Tập thể dục có thể làm tăng tốc độ lưu thông máu, giúp các tế bào hấp thụ và sử dụng các phân tử đường. Theo thời gian, lượng đường trong cơ thể sẽ giảm xuống.